Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay hiện tại mình đã quay trở lại. Nói chung là có tầm khoảng là một tuần qua thì mình ốm, thế nên là không có bình luận video cho mọi người xem. Uầy, để coi. Đây rồi, đã có được một khẩu súng UMP, ok. Úi trời ơi em ơi. Đã xong. Như vậy là mình lại có cả Oza nữa mọi người ạ. Quá là ổn luôn. Hình như là phía trên có người, và nó thì nằm ở ngay phía trên này luôn. Ok, lên luôn. Sao phải ngại. Tôi nghĩ là nó sẽ ở phía sau trụ điện. Đấy, nó kìa. Nó kìa anh em ơi. Nó kìa anh em ơi. Ok. Nốc luôn rồi nhé. Anh em ơi là anh em ơi. Uầy, thằng bạn nó kìa. Thằng bạn nó kìa mọi người ơi. Ok. Uầy. Ăn lựu đạn nhé em ơi. Đây rồi, cái động xanh. Và headshot luôn ạ. Cơ bản thì ngày hôm nay là mình đang chơi trên một cái thiết bị mới. Đó là Xiaomi Black Shark 2. Thì cái trải nghiệm của mình trên chiếc máy Xiaomi Black Shark 2 này nó rất là mượt mà. Cơ bản là mình mới mod được cái bật FPS cao. Chứ còn là hiện tại thì game Free Fire nó chưa cho phép cái chiếc máy của mình đang dùng này bật cái FPS cao. Thế nên là mình đã mua cái máy này tầm khoảng là hơn một tuần rồi mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ thì Kẹo mới ra được cái clip đầu tiên, gọi là trải nghiệm 60 FPS trên chiếc điện thoại Xiaomi Black Shark 2. Ok. Nói chung là trong cái video này sẽ không có quảng cáo PR cho một cái sản phẩm nào cả. Thật ra thì mình thấy là đây là một cái điện thoại nó khá là chất lượng, thế nên là nó mới ra nữa. Sử dụng cái con chip mới nhất đó là Snapdragon 855. Và thật sự là cái GPU của nó cũng quá là ngon. Đó là Adreno 640. Mỗi tội là cái tỷ lệ màn hình của nó sẽ dài hơn. Nên là chắc là mình cũng sẽ làm mất một cái khoảng thời gian để tập làm quen với cái tỷ lệ màn hình mới này. Tôi thì hầu như là tôi đã chơi tất cả những cái loại tỷ lệ màn hình. Uầy, có người hả? Uầy, tí nữa thì ăn được mạng của sát thủ. Thì là mình đã chơi tỷ lệ màn hình 16:9:8 Plus này. Rồi là 18:9:8 Black Shark 2 này. À đâu, 18:9:8 Black Shark 1. Coi như là mình nhớ là Shark 2 nó sẽ có tỷ lệ đó là 19:5:9 thì phải. Nói chung là càng ngày thì cái tỷ lệ màn hình điện thoại của chúng ta ấy, nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Và mình thấy là chơi game trên con máy này, góc nhìn nó khá là rộng. Và tất nhiên là góc nhìn rộng sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy cái địch một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn một tuần qua thì mình chỉ có live game bằng iPhone thôi ạ. Vì là nói chung là mình sẽ đẩy qua một cái công nghệ mới, nên là mình phải thay đổi máy liên tục để xem là iPhone hay là cái dòng máy Xiaomi hay là Samsung thì nó sẽ đẩy livestream lên tốt hơn. Và bây giờ thì mình đã quyết định là dừng lại ở chiếc máy đó là Xiaomi Black Shark 2. Có lẽ là sẽ gắn bó với con máy này và làm game cho anh em xem dài dài. Và đây, hiện tại thì mình đang có mặt ở cổng trời, nhưng mà vẫn chưa có thấy ai cả luôn. Thật sự là cổng trời ngày hôm nay khá là vắng. Và để coi, wow, bên dưới có ngay một cái hộp nâng cấp giáp. Ok ok, đây rồi anh em ơi. Quá ngon luôn. Và mình sẽ ăn nó luôn ạ. Tuyệt vời. Ok, đậu xanh. Sát thủ ơi, tại sao ông bỏ tôi vậy? Bây giờ mình chỉ có ăn một cái nâng giáp thôi mà. Nó chạy xuống tận phía dưới rồi anh em ơi. Hình như là, chỗ đấy nó cũng đang ăn nâng giáp thì phải. Đậu xanh. Và anh em có thể thấy là trong cái ván đấu này, ui, còn lại 25 người chơi nữa. Sát thủ thì đang bị bắn SML. Bạn ơi, mình qua với bạn ngay đây. Nên là bạn không phải sợ bất cứ một cái điều gì cả nha. Ok, đã trích tím qua về ông luôn. Ơ kìa, kẻ địch ở sau tảng đá. Xây bạn thôi ơi. Xây luôn sao phải ngại. Úi dồi ôi em ơi. Sát thủ. Sát thủ ơi là sát thủ đây. Tôi cứu ông ngay. Và đây thì mình sẽ lượm từ cái hầm xăng này cái đã. Wow, rất là nhiều những cái trang bị ngon. Và Kẹo đã lên được 3 lộ level 3 rồi nhé. Ok. Sát thủ ăn nướng giáp chưa xong. Động xanh. Bắn luôn xem.
vì là tôi sợ sát thủ nó lại chạy một mình và bỏ tôi lại. Nên là tốt nhất là cả hai đứa đi bộ cho nó an tâm anh em ơi. Ơ kìa, what the hell, ở hôm nay có người. À kìa, à kìa, tưởng gì cơ, ở phía đó hả? Từ giờ là mình sẽ chạy qua ngay luôn nha. Các bạn là mình mới chơi trên con máy này nên là chơi game như kiểu là bắn nó rất là gà. Đơn giản là mình còn chưa quen những cái nút bấm ở trên màn hình, vì là tỷ lệ màn hình nó khác mà anh em ơi. Màn hình thì nó rất là rộng, đó là 6,4 inch cơ. Uầy, đây hả em? Úi dồi ôi, đây hả em ơi? Ok, đã xong. Như vậy thì kẹo đã có được mạng thứ 5 ở trong cái ván đấu này. Hình như là mình đã nhiều kill hơn sát thủ rồi nha em ơi. Bình thường là chơi với sát thủ là toàn bị cái mạng không à? Đây cho máu này. Đấy, xin mãi nãy giờ. Đây bây giờ thử vứt máu cho này. Cơ bản là sát thủ hết máu nhưng mà không thèm chịu xin cơ nha em ơi. Thế nên là mình có biết đâu mà cho. Đơn giản là mình cũng không để ý nữa. Ồ, lúc nãy tôi phá xe rồi nên là bây giờ tôi với lại sát thủ sẽ phải đi bộ thôi. Và chúng ta sẽ lại lên trên phía cổng trời mọi người ơi. Tôi nghĩ là cổng trời sẽ có đông thanh niên nhá. Và chạy lên luôn sao phải ngại. Ồ, bên trên có thính thảo nào sát thủ chạy nhanh tay nhanh chân vậy hả? Ok ok, đây và tôi cũng sẽ là chạy theo ông luôn nha. Bạn ơi, đây mình chạy lên với bạn nhé. Thôi xong. À không phải là thính. Thì ra thì nó là một chiếc xe motor truck. Ok càng ngon. Và chúng ta lại có xe đi rồi nha. Quá là ổn luôn. Nào, vật tin của mình sẽ chạy lợn lờ ở phía này coi. 20 người cơ mà, kiểu gì là cũng sẽ là thấy được vài thanh niên ở trên khu cổng trời này nhé. What the hell? Hiện tại vẫn chưa có thấy ai cả. Thế là các ông đang ở đâu hết cả rồi? Sẽ lượn xuống phía dưới một xíu coi. Hôm nay các bạn là kẹo sẽ cho sát thủ làm như kiểu là người tài xế, còn tôi là chỉ việc ngồi trên xe thôi à. Hello nha em, vậy nha em đã thấy ai chưa nhỉ? Giết kẹo là chưa thấy một ai hết luôn. Wow, tại sao lại vắng vậy cơ? Ông thử chạy xuống phía dưới coi, biết đâu là sẽ có người nhá. What the hell, vẫn là không, vẫn là không thấy. Và thật sự là chẳng có ai ở dưới cái vực dưới này cả. Wow, và chúng ta quyết định là chạy qua cả tháp đồng hồ. Úi dồi ôi, phi xe ngáo theo ông ơi. Đây ông ơi, tôi lên xe với. Các bạn là tôi nhảy nhầm ông ơi. Không hiểu sao là thi thoảng là chúng ta gặp một cái lỗi lên xe trong game Free Fire. Đó là lên xe nó rất là khó nhá. Lên xe nó không hề đơn giản và dễ dàng một chút nào. Nhưng lúc là mình còn phải là chạy quanh cả con xe thì mới lên được cái con xe này nhá. Trên này đang rất là vắng. Wow, và số lượng người chơi còn lại trong trận đấu chỉ còn lại là có 14 người chơi nữa mà thôi. Mà tôi thì mới chỉ có 5 kill. Có lẽ là trận này thì kẹo sẽ ăn ít kill nhá. À kia, kia rồi. Đậu xanh. Cái thằng sát thủ này nó định thắng trận của tôi. Bạn bè gì đâu, chơi xấu không à? Ok, nốc rồi nhé. Anh em ơi, và kẹo chuẩn bị là có được mạng thứ 6 rồi nha. Nhiều lúc là cảm giác là team của mình nó cứ cúc xúc thế nào anh em ơi. Bởi vì là sát thủ nó cứ chắn đường không cho mình ăn mạng. Uầy, tí nữa thì ăn được. Thật ra thì team mình rất thích là cả S mạng của đồng đội. Nói chung là nó là một cái nét văn hóa của team. Team của mình đó là SK team. Anh em có thể đọc ngược lại là KS team cũng được. Vì là toàn KS mạng của nhau thôi à. Ê, đậu xanh ông ơi, nhanh chúng ta sẽ đi giết người và giải cứu thế giới nào ông. Bây giờ là chỉ còn lại là có 11 thằng nữa thôi nha em ơi. Không nhanh là chúng nó lại ăn hết mạng của mình đấy. Ok ok, chạy đi ông ơi, chạy nhanh vào luôn. Nhanh lên nào bạn tôi. Thật ra thì chiếc xe motor truck này nó chạy chỉ là tốc độ trung bình mà thôi. Nói chung là cũng nhanh hơn mấy con xe như kiểu là xe lam rồi là cái con xe mui trần hai chỗ. Đấy, nói chung là như vậy. Vào đây, chạy xuống phía dưới đất con nào.
có một cái UAV và có tận hai thính, tôi nghĩ là sẽ có đông người ở trong cái khu này nha. Ồ, phóng lựu anh em ơi. Ê, sát thủ ơi. Sát thủ nó lượm nhanh quá anh em ạ. Thế là mình đã không lượm kịp phóng lựu rồi. Đậu xanh. Bạn tôi ơi, chạy chậm cho bạn tôi ơi. Úi dồi ôi, bạn tôi ơi, chạy giúp anh em hả? À sorry anh em, là mình vừa nhấn lộn vào nút âm lượng của điện thoại nhá. Nhiều anh em thì lại bảo là anh Kẹo chơi trên PC. Thì đây là anh em có thể thấy được rõ ràng là Kẹo đang chơi trên điện thoại nhé. Đậu xanh. Sát thủ nó ăn được mạng kia rồi. Vậy là Kẹo đã không có được mạng thứ 8. Ok ok. Lắp cái tay súng 3 và súng trường để sấy cho nó phê anh em ạ. Đỡ giật hơn nhiều. Mình là nói chung là mình sẽ ưu tiên những cái trang bị như kiểu là nòng súng này, với lại kiểu là tay súng này. Đó thì mình sẽ kể cả ống ngắm nữa, mình sẽ trang bị ưu tiên cho súng trường. Còn lại thì súng tiểu liên chắc chắn là mình sẽ ưu tiên cho nó cái băng đạn. Nếu như mà có băng đạn cao hơn mình sẽ lắp vào súng tiểu liên luôn. Wow. Và đây, bây giờ thì Kẹo sẽ lượm thêm cái giảm thanh nữa. Quá là ổn luôn. Ok ok. Thêm tay súng 3 này tuyệt vời. Mỗi tội là vô gian của mình thì mình vẫn đang dùng nòng súng 1. Nó lại SIDA quá cơ mọi người ơi. Chạy xuống dưới một xíu nào. Uầy. Thằng nào chạy xe về hả? Uầy. Anh em thấy chưa? Quá nhanh và quá nguy hiểm thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 8. Sát thủ ơi. Ui dồi ôi, thấy thính là sáng mắt, chạy nhanh quá nhỉ. Đây tôi đây. Ồ, một cái thính FVD. Bên này sẽ là thính gì vậy? Ồ ok. Kẹo đã có được một cái giáp ma mới. Quá là tuyệt vời luôn. Ông ơi, nhanh tôi theo với. Ơ kìa. What the hell, sát thủ chạy kìa. Sấy xe nó luôn. Đậu xanh. Lấy xe, chạy bỏ bạn hả? Ui dồi ôi. Sát thủ nó ham thính nên là chạy xe trước bỏ tôi. Đậu xanh. Đồng đội gì mà chơi xấu không à? Chẳng có cái tinh thần đồng đội gì hết cả. Thế là xong. Và vùng đen G đang ở chỗ sát thủ. Mong là bom rơi nổ chết nó luôn đi. À, sát thủ đang chạy ra ngoài. Và chắc chắn là bom rơi thì không nổ chết được sát thủ rồi nha em ơi. Đây bây giờ là còn lại còn 5 thằng nữa. Nào để coi. Xem là 5 đứa nữa đang ở đâu. Team tôi thì lại chuẩn bị là sắp lấy được top 1 rồi nhé. Lượn lờ qua phía này coi nhỉ. Chưa thấy ai cả. Ơ kìa. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi em ơi. What the hell, sát thủ ơi. Anh em thấy chưa? Sát thủ nó dùng đủ mọi cách để cho tôi là không ăn được mạng. Đồng đội cái kiểu gì vậy? Nó dựng thằng băng để chắn đường tôi luôn. Thằng sát thủ này đáng ghét thật. Ok. Trên trời có một đứa nhá. Mình sẽ chạy qua phía này cái đã. Nào, để kêu luôn thằng trên trời. Sao phải ngại nhỉ? Đây. What the hell? Thằng nào trên này vậy hả? Căng rồi nhá. Lên luôn. Ok, anh chạy lên để xử chú luôn nhá. Mạng thứ 9 anh em ơi. Úi dồi ôi, em ơi. Thế là xong. Vậy là Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 9. Ok. Đã quá mọi người ạ. Như vậy là mình đã có được nòng súng 3 cho khẩu súng ngô ra. Sát thủ ơi, để lên và kêu nó. Bạn tôi ơi. Đậu xanh. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Phát này thằng bạn tôi đai rồi nha em ơi. Ai bảo là ham mạng cho lắm làm cái gì cơ. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 4 thằng nữa ở trong cái ván đấu này. Ok ok. Căng thẳng quá nhỉ mọi người ơi. Bo thì tầm khoảng là 40 giây nữa nó sẽ thu lại. Tôi sẽ phải chạy theo rìa bo. Tôi nghĩ là chạy theo rìa bo để vào được trong cái vòng an toàn tiếp theo sẽ là một cái chiến thuật hợp lý. Và nó sẽ giảm thiểu nguy cơ gọi là tôi bị bắn SML. Đấy, hiện tại thì Kẹo vẫn đang rất là an toàn nhá. Ok ok. Chạy lên phía trước cơ nào anh em ơi. Đây mình sẽ qua thử lên coi. Hello, ngoài này có ai không vậy? Chưa thấy ai cả. What the hell? Uầy, bắn gì mà căng vậy hả?
Căng quá bạn ơi, bạn làm mình sợ đấy nhé. Ok, kẹo sẽ quần màu cái đã. Rồi nhá. Nó đâu vậy mọi người? À kia. What the hell? Thêm một thằng nữa này. Căng vậy. Bo thì đang thu lại rồi. Ok, thằng nào hình như là gạ dao gạ chảo mình thì phải. Ui, nó bắn mình kìa anh em ơi. Nào bình tĩnh nào. Làm gì mà căng vậy hả anh bạn? Từ từ anh em ơi, kẹo sắp phải chạy vào trong bo rồi. Ok ok, let's go. Chạy luôn vào ngay. Đó, dựng bom keo này. Và chạy qua thử cái lối đi coi. Chưa thấy ai ở đây cả. Rồi nhá, mình đang rất là an toàn. Đấy, và mình sẽ ngồi tạm ở cái gốc cây này cái đã. Wow, còn tận 3 đứa nữa cả. Căng vậy. Ơ, và có một đứa ở sau tảng đá luôn. Quá gắt luôn anh em ạ. Ok ok. Hình như là kẹo đang bị kẹp dẫn kiểu là mình bị kẹp thịt rồi anh em ơi. Gắt quá cơ. Đây, và mình sẽ cho thằng này ăn lựu cái đã. Úi dồi ôi, ăn lựu no nhé em ơi. À, núp sau tảng đá. Ok ok, đẩy qua luôn, chơi luôn, sắp thì ngại. Hello bạn ơi, làm gì mà căng vậy hả? Làm gì mà căng vậy hả? Ấy bạn ơi, bạn làm mình sợ đấy nhé. Thế là xong. 10 kill, một con số vô cùng là chuẩn chỉnh. Ok, còn lại có hai thằng này mọi người ơi. Rồi nhau mình sẽ nhanh chóng lượm thêm bom keo cái đã. Uầy, thằng này cũng có cả của da cả. Tiếc thay cho một số phận đã bị đai. Đây còn hai thằng nữa. Cố gắng gánh team lấy top 1 mọi người ơi. Chưa thấy ai cả. What the hell nữa ở dưới kia. Ở dưới kia anh em ơi. Ghê vậy. Uầy, chạy xuống cái đá nào. Anh em ơi, kẹo mất nhiều máu có cơ. Mình sẽ đứng tạm ở đây cái đá. Đứng tạm ở đây và quần máu nào. Hên quá nhỉ anh em, vẫn đang còn sống này. What the hell. Trời ơi, một thằng ở trên cầu nó bắn mình này. Anh em ơi, như vậy là kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Công nhận là cay quá nhỉ mọi người ơi. Mình đang quần máu rồi thì lại bị bắn cho SML. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.